ngành y tế đang bị trói buộc bởi cơ chế quản lý. Thưa quý vị, đây là nhận định của nhiều đại biểu bên lề phiên thảo luận của Quốc hội mới đây về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật vẫn chưa giải quyết được những vấn đề căn cơ của ngành y như tự chủ bệnh viện công, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh hay vấn đề xã hội hóa trong y tế. Sau dịch COVID-19, ngành y tế đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn khi chỉ trong 6 tháng đầu năm nay có tới gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc. Với những y bác sĩ còn bám trụ với nghề, khó khăn lớn nhất là tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị và sinh phẩm y tế. Hoạt động mua sắm thuốc men, sinh phẩm đang bị đứt gãy nghiêm trọng. Có tình trạng là thông thầu, cho nên dẫn đến vấn đề tiêu cực, đặc biệt là vấn đề Việt Á trong thời gian qua. Cho nên cái việc mà đấu thầu thuốc ở hiện nay, các bệnh viện họ rất là cẩn trọng, họ rất là kỹ, họ rất là ngại, họ rất là sợ cái vụ việc xảy ra nó không đúng, không đủ, không chuẩn, rồi quy trách nhiệm của người đứng đầu. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước là thực hiện xã hội hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ trong ngành y tế vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Nhưng trong dự thảo luật chỉ có duy nhất điều 107 quy định về vấn đề này. Chúng ta chưa có một cái quy định, một cái định hướng cụ thể, mà không nói nào ngay bao nhiêu chục năm làm những cái chuyện xã hội hóa này rồi. Nhưng mà thử hỏi chúng ta đã có bất kỳ một cái tổng kết đánh giá nào, đứng về góc độ vĩ mô, đứng về góc độ toàn cục, để thấy là chúng ta được những gì và mất những gì không? Thời gian qua đã ghi nhận những bệnh viện đầu ngành với lượng chất xám, lượng cán bộ, cơ sở bệnh viện khang trang, đồ sộ cũng phải rút khỏi tự chủ vì thực chất chưa có tự chủ. Các đại biểu cho rằng cơ chế để bệnh viện công thực hiện quyền tự chủ nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế về đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, danh tiếng vẫn đang là một khoảng trống. Do vậy, cần quy định rõ tự chủ là trao quyền cho bệnh viện tự quyết định hoạt động khám chữa bệnh, tổ chức bộ máy và con người phù hợp, tài chính của bệnh viện, kể cả nguồn thu từ ngân sách. Đồng thời cần có quy định cơ chế xác định giá dịch vụ y tế với bệnh viện tự chủ, khác biệt với nơi chưa tự chủ.